Đường bay quốc tế đầu tiên từ sân bay Vinh đến thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại giữa các địa phương hai nước Việt Nam, Lào, đường bay còn mở ra nhiều triển vọng trong giao thương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam, Lào và Thái Lan, góp phần phát triển hành lang kinh tế Đông Tây. Và có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ và nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Những nét văn hóa đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Triệu Voi sẽ có nhiều cơ hội được giao thoa thông qua các hoạt động du lịch. Đường bay Vinh-Viêng Chăn mở ra cơ hội hợp tác mới, thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào.